tiếp tục với chiếc đồng hồ số 7 có mức giá 1.400.000 chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản. Đây các bác nhìn kỹ hộ em nhé, dưới số 6 này, Japan này. Tất cả chiếc đồng hồ này được đồng hồ này là đồng hồ Citizen, tất cả được mạ màu vàng, nhìn là rất là lung linh. Đây là được ép trong một miếng gỗ thật luôn, gỗ thật dòng đồng hồ của Nhật Bản luôn ạ. Đấy. Chiếc đồng hồ nó rất là quan trọng, nó được tính thời gian cho quý vị. Chiếc thời gian thì nó rất là quý báu, quý giá rồi. Chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản đấy ạ, đất nước Nhật Bản. Đây. May quá lại có chữ Japan chứ không các bác. Cứ nhìn thế này các bác bảo ô chữ tàu. Mà thật ra là kể cả chữ tàu cũng không sao các bác ạ. Có những dòng loa, dòng em bán loa vậy. Có dòng loa, có những dòng âm ly, rồi là đồng hồ, điện thoại, rồi iPhone. Tất cả made in Japan, có những con iPhone nó vẫn made in Japan hết, nhưng mà nó thương hiệu của Mỹ. Hoặc là loa tai noi made in Japan nhưng thương hiệu của Anh, người ta đặt nhà máy sản xuất ở đấy thôi. Nên là đừng nhiều bác cứ vì chữ Japan, chữ China, không phải đâu ạ. China nhưng không phải là của China sản xuất đâu. Mà nhà máy của Anh, ví dụ tai noi thì nhà máy của Anh họ đặt ở đấy. Rồi iPhone thì nhà máy của Mỹ họ đặt ở đấy, chứ không phải cứ thấy China. Còn con này Japan đây, còn con nào Japan thì nói Japan, nhưng nói nhiều bác, có nhiều bác thì bác kiểu như kiểu dị ứng, nhưng phải bạn đã chơi hàng thì phải biết chơi. Đây là hàng bãi hết đấy, hàng bãi, mức giá 1.400.000 chiếc đồng hồ số 7, mặt vàng hết, nhìn đẹp không, quá là đẹp luôn. Cái này mua cho biếu tặng thủ trưởng các sếp đỉnh cao, 1.400.000 ạ, 1.400.000. cái size này em đo luôn size cho bác nhìn cái size kích thước cho nó dễ nhá, đừng có nhầm. Size này con ha, con này là kích thước là 22,6 đồng hồ số 7 1.400.000. Cảm ơn bác.